Đây đây giới thiệu với mọi người, đây là bốn bé chị, bốn bé bút đồ cái nha, đang gói chạy cho cưng Lulu Tiền Giang nè. Bốn bé này chuẩn bị về nhà mới đây, đã tập ăn giỏi rồi. Đây đây là bé thứ nhất nè, bốn bé rất là giống nhau luôn, cùng một màu luôn, một cỡ luôn đó. Cha mẹ đều là nâu đỏ đậm. Rồi bé này lớn lên tầm khoảng 3 kg thôi, trưởng thành 3 kg thôi, 3 kg trở lại thôi. Lông rất là dày nha, nhìn nó bự con do lông nó dày á, lông nó rất là dày luôn nè. Để mình lấy một bé thử cho xem nè, nè lông nó nè, ghê chưa, rất là dày luôn nè. Bé đang nằm này nè, lông dày ghê chưa, lông dày nhiều vậy mới đẹp. Có nhiều người thích size nhỏ xíu xíu mà lông thưa đỉnh thôi á, thì nó lông nó nhỏ nó ít đó. Thấy nó rất là lanh luôn. Đây là bốn bé cái luôn nha đó. Các bạn bè nhanh chóng liên hệ số điện thoại 0974168738 hoặc là nhắn tin inbox vào Facebook chạy cho cưng Lulu để mà đặt mua các bé này đó. Giá tầm khoảng 4 triệu rưỡi một bé, giao toàn khu vực miền Tây, giao toàn nhà thành phố Hồ Chí Minh và lân cận luôn nha. Đấy, đây là chạy cho cưng Lulu Tiền Giang ở huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, có giao chó tận nhà thành phố Mỹ Tho, thành phố Bến Tre, Biên Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, Dĩ An, Bình Dương luôn. Đấy, đây 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 đây, rất là lanh luôn ha. Đang chuẩn bị tìm nhà mới nha, đang chuẩn bị tách bầy phá bầy đây. Rồi mọi người liên hệ số điện thoại 0974168738, có Zalo, Facebook đầy đủ, có trang web là chạy có lulu.com luôn. Địa chỉ thông tin đầy đủ, mọi người nhớ liên hệ để đặt mua các bé bút đồ này. Bút đồ dòng chó nổi tiếng thông minh ha, lông nhiều nè, rất là lanh lẹ, lông nhiều mà hầu như không có rụng lông, nó lông dài các bạn chỉ cắt tỉa thôi. Đấy.